vươn lại hàm trời. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa, kêu gỗ cho nguồn làng của ta. Chú voi con thật là khôn, quen thiếu nhì khắp vùng bản đồn, đầu gật gù lúc lắc cai vòi, kêu đùng đưa theo nhịp chiêng vui. Chúng ta vừa đến buôn làng để gặp gỡ một cái chú voi con hơi ốm một tí. Cảm ơn voi nha. Về uống sữa đi voi. Dạ thưa cụ. Cụ bao nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ năm nay cụ còn trẻ lắm. 18 tuổi lần thứ 63. Là cụ 63 tuổi rồi. Lấy 18 cộng với 63. 18 cộng với 63 nữa hả? Trời ơi, vậy là cụ già quá trời già luôn á. Trời ơi, không thể nào mà nhìn ra được một bé Chu Tuấn Ngọc bình thường trắng tươi mà bữa nay có nước da ngăm đen nè. Chú Xuân Bắc, chú thấy tiết mục này thế nào ạ? Tôi thấy rất hay. Thế dạ. Hôm nay con hát giọng ồm ồm mà đúng là khó. Khi bạn xuống bát rồi bạn đè xuống họng để hát. Mà từ đầu đến cuối lúc trước chúng ta đã khen Tú Thanh là bạn hát giọng già. Ô mê lê, mê lê. Dở quá, dở quá. Ừ, dở quá. Dở quá. Nếu giờ thì thôi. Không, anh thấy bác giả thành hay hơn hát bình thường. Thế bây giờ lại đến con cũng là hát giọng giả, không đúng với giọng thật của mình. Và cái chính là khi bạn ấy hát, bạn ấy đung đưa, những lúc cười và những lúc há miệng, thể hiện cái sự hào sảng của ông Trần Hiếu là rất chính xác. Chú đánh giá cao cái phần thi này của con. Chúc mừng con. Con cảm ơn chú ạ. Hôm nay chú có lời khen chú Tuấn Ngọc. Con thể hiện được cái sự dí dỏm, duyên dáng và kể cả cái giọng hát của nghệ sĩ Trần Hiếu. Khi nghệ sĩ Trần Hiếu lên sân khấu thì ông còn một cái sức sống rất là mạnh mẽ và lúc nào cũng trẻ trung yêu đời. Và ngày hôm nay con cũng rất là dễ thương, tức là con giả rất là dí dỏm và rất là duyên. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Tuấn Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn bác ạ. Và cô Hiền Thục thì thế nào ạ? Mỗi người ở chúng ta đó thì sẽ có một cái nguồn năng lượng. Thì năng lượng của con là một năng lượng cực kỳ tốt để mà khi tỏa ra đó thì con vừa bắt chước được nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu là vui, rộn ràng, nhiệt huyết. Mà bữa nay không hiểu sao mà nhìn con trên sân khấu nó hết sức là duyên dáng, dễ thương và rất là dễ chịu. Mà hôm nay là có thêm lời khen nữa ở ngoài bên lề nha. Con ăn kiêng hả? Bữa nay gầy đi đẹp trai nè. Dạ con thấy con lên mà cô. Ủa, dạ, con lên ký cô Thục ơi. Lần sau con phải nương theo cô vào. Cảm ơn cô ạ, à, con sẽ còn cố gắng hơn nữa. Còn không, mình không nói là lên hay xuống. Đấy đấy, dạy trẻ em điêu nghe. Không phải điêu, không phải điêu không con ạ à, mà con không được nghe lời chú Xuân Bác. Đấy. Cái nào mình có thật là mình có thật. Con béo tốt ra thì cô con bảo là thưa cô dạ con béo ra đấy ạ à. Chắc là do năng lượng của con không quá phải, tốt. Do cái bộ đồ. Đúng tức rồi, là do cái bộ đồ. Dạ nói cho Hiền Thục biết luôn nha, có một cái điều đặc biệt lắm à, trong cái buổi phỏng vấn các bé đó, đại nghĩa cũng có hỏi rằng là các con khi tham gia chương trình thì lên ký hay là xuống ký, bởi vì với cái lịch tập luyện dày đặc như vậy thì sợ các con sẽ bị ốm xuống. Nhưng mà hầu như bé nào cũng nói dạ con lên ký hết. Ồ, lên 1 ký đến 1 ký rưỡi. Vậy là chương trình chăm sóc quá. Dạ tốt. Nuôi tốt lắm. Không chỉ thí sinh béo tốt đâu mà MC cũng có phần là béo lên đấy. Anh bác ơi em có ăn kiêng. Cái này em nói thật, em có ăn kiêng, em không có mập, em không có mập. Do cái bộ đồ, do bộ đồ thôi, bây giờ nghiên cứu kỹ rồi. Không không, không mập lên, không khéo là còn hao mất lạng tư đấy. Dạ anh còn ý kiến gì góp ý với bé nữa không ạ? À? Thôi rồi, con rất hay. Dạ giận chứ. Trời ơi, công tình chọn đồ, rồi chưa kể là quá trang, quánh hớp hai bên má vô.
Quýnh muốn bóp cái mặt luôn mà kêu mập em, kêu mập lên. Hiền Thục yên tâm là các bé được chăm sóc rất là tốt. Các bé vừa bảo đảm cái việc học ở trường, học văn hóa, và bên cạnh đó vẫn bảo đảm được cái lịch tập của các con, cũng như là cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của các con, để suốt một cái mùa diễn ra thì các bé vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái chứ không bị áp lực hay một chút nào cả. Chúc mừng con trai nha. Và soạn tin nhắn cho cậu bé đáng yêu này của chúng ta. GM bằng cách mã số của Ngọc là 03 gửi về tổng đài 8369 với mỗi tin nhắn trị giá 3.000 đồng. Chúc mừng con. Con cảm ơn ba vị giám khảo và tất cả mọi người và chú Đại Nghĩa. Rồi, chú Trần Hiếu vô kia ngồi nói chuyện với cô Ánh Tuyết đi. Đấy, thì... Dạ, thưa chú. Điện máy xanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.